Hùng Vương, An Dương Vương, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Công Uẩn, Trần Hưng Đạo, vân vân. Trong bộ sách này, em ấn tượng nhất đó là cuốn Hai Bà Trưng, cuốn sách dài 20cm, rộng 15cm, dài 1,5mm. Trang bìa được lựa chọn tông màu vàng, đen, đỏ, làm chủ đạo với hình ảnh hai vị nữ tướng mặc áo giáp, tay cầm cờ, kiếm, cưỡi trên lưng voi, trực tiếp ra trận thật là oai hùng. Bên trong cuốn sách, khi ta lật mở, vùng đất Mê Linh hiện lên thật đẹp, hòa quyện với từng hình ảnh là dòng chữ đen rõ hiện lên rõ ràng, dây đọc tái hiện lại sự lịch hào hùng của hai vị nữ tướng. Hai Bà Trưng là con gái bà Man Thiện. Từ nhỏ, hai bà đã nổi tiếng tinh anh, sinh ra đã giống nhau như hai giọt nước. Quang là tướng đứng đầu vùng đất Mê Linh đã từng nói, Trưng Chắc Trưng Nhị lớn lên sẽ được trao quyền nữ chúa Mê Linh thừa kế đất này. Đầu thế kỷ thứ nhất, nước ta bị nhà Hán đô hộ. Nhà Hán rất tàn bạo và tham lam, đi tới đâu chúng cướp bóc giết người tới đó, khiến nhân dân ta vô cùng căm hận. Trước tình hình này, chị em Trương Chắc Trương Nhị cùng chồng của bà Trương Chắc là Thi Sanh đã liên kết với các thủ lĩnh khác chuẩn bị nổi dậy. Cũng đúng lúc này, lấy cớ khen thưởng, Tô Định đã lừa và giết Thi Sanh. Trước tình hình này, hai bà Trương quyết tâm khởi nghĩa để đền nợ nước, trả thù nhà hai bà giấy cờ khởi nghĩa. Mùa xuân năm 40, tại cửa sông Hát, hai bà Trương phất cờ khởi nghĩa. Tướng nghĩa quân làm chủ Mê Linh, tiến đóng cổ ra, tấn công Huy Lâu trung tâm của chính quyền đô hộ. Bị đòn bất ngờ, quân Hán không dám chống cự, bỏ chạy thoát thân. Tướng giặc Tô Định sợ hãi, cắt tóc, cạo râu, mặc giả dân thường, trốn về Trung Quốc. Chỉ không đầy một tháng, ở cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng hoàn toàn thắng lợi và giữ được độc lập. Ba mùa xuân nở hoa, mặc dù chỉ giữ được độc lập hơn 3 năm, nhưng cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vẫn chứng tỏ khí chất đại đoàn kết của dân tộc mẹ ta và tôn vinh phụ nữ Việt. Phụ nữ Việt Nam không những giỏi việc nhà mà còn rất giỏi nguyện nước. Vậy là một con dân của vua Hùng, là một người con gái, sẽ cố nước Việt Nam chúng ta sẽ cố gắng học thật giỏi để mai này cống hiến một phần nhỏ công sức của mình cho đất nước. Còn các bạn thì sao? Các bạn sẽ làm gì để nối tiếp sự nghiệp của các vị tướng lĩnh? Bài giới thiệu của mình đến đây là hết. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Hãy tìm đọc tập tranh truyện lịch sử Việt Nam để thấy được thời kỳ oai hùng của dân tộc mình các bạn nhé.